À, xin chào các bạn và mình sẽ đi à, trả lời cái comment của các bạn trên kênh của mình với cái bài 14 sử dụng spin button. Và các bạn có cái thắc mắc là khi mà cái dữ liệu giả sử là đây là ngày 2 và đây ngày 3 thì nó rất là nhiều. và có những ngày thì như này nó chỉ có hai thôi. Là ngày 3 thì như này, Hay ngày 4 như thế này. Và các bạn muốn là nó sẽ cái phần phía dưới của nó có dữ liệu này này mình sẽ muốn giấu đi. Ha. Giấu đi giả sử rằng à, mình sẽ có một cái mục là từ ví dụ như từ từ là à, từ phần 300 này nè. À, phía dưới này nè, nó những cái nào mà không có dữ liệu phía trên cái phần trống này nè ha. phần trống này mình muốn là là dấu nó đi. À, dấu nó đi như thế này. Giả sử như thế này ha. Như vậy thì làm sao để chúng ta có cái câu lệnh để mà nó có thể biết để mà dấu. Như vậy chúng ta cũng đơn giản thôi thì chúng ta sẽ đi làm thêm chút xíu ở cái phần À, cứ vào assign macro các bạn edit các bạn chỉ việc viết là muốn nó giấu đi được thì chúng ta à, chúng ta sẽ viết là cái cái từ bắt đầu từ phía dưới này nè từ cái chỗ next cell này này ha. Cái, cái cái như cái bài hướng dẫn của trước của mình để lấy dữ liệu đó. thì mình sẽ lấy là bắt đầu từ sau cái cái thằng mà này thì mình sẽ bắt đầu cho là dấu dấu nó đi như vậy thì mình sẽ để là râu râu gì râu y ha. Cách là cái N and. and gì? N các bạn đánh dấu cách ha. Đánh dấu hai nháy, dấu hai chấm như này. Đánh dấu cách ra N tới 300, giả sử mình sẽ cho tới hàng 300 nó sẽ dấu đi. Và bắt đầu từ à, mình sẽ từ 301 tức là cái mục 2 này này nó bắt đầu từ từ 301 này bắt đầu là cái là cái phần phần đuôi và mình cố ý là để từ từ là B5 cho tới B300 để chứa dữ liệu ha. Rồi chấm mình muốn dấu nó thì n n row chấm hai đơn ha viết như thế này hai đơn bằng bằng chu ha như thế này ok row à cái này không thiếu dấu nháy cái này 300 thôi không có nháy ok ha yeah, bằng chu bây giờ các bạn sẽ thấy nè ha à, mình sẽ test cho các bạn à, ha bây giờ sử nó là 3 nó luôn luôn dấu như thế này một hai thì nó cũng dấu như thế này nhưng mà các bạn sẽ thấy là khi khi mà khi mà làm như thế này nó vẫn không biết bung đúng không ạ nó phải bung trước đúng không đây được 50 phần trăm thôi và mình chỉ cần đi sửa cho thêm một cái câu nữa các bạn copy cái à, cái câu này câu này ha các bạn để sau khi clear content ở phía trên này nè đó cái chỗ này nè các bạn copy cái này và bạn sửa cho nó nhanh là rau này bắt đầu mình tự mình muốn là là từ cái từ cái y 5 bắt đầu từ cái hàng 5 này nè hàng này 5 nè ha n n 300 như thế này lúc này là mình muốn nó xả ra trước tức là để là fail như vậy cái câu lệnh của nó là cái này là do mình ok đây tách nó ra chút xíu ha như thế này thôi cái câu lệnh nó như thế này thôi thì các bạn sẽ thấy là bây giờ là nó ok nè như vậy xong hết mình mình cái câu này có nghĩa là hàng thứ câu này có nghĩa là hàng thứ năm cho tới hàng 300 sẽ là không có bị hai trước tức là mình sẽ xả cái phần mà mình giấu đó đi trước ra trước và sau khi thực hiện tất cả xong hết rồi thì nó sẽ giấu cái phần phía dưới đi nó như thế này và như vậy thôi là các bạn sẽ đạt được cái mong muốn như các bạn vào như thế này nè hai ba cái này bung ha cái phần mục nó luôn luôn ở ba trăm này luôn luôn nó sẽ nằm ở phía dưới như thế này ha. hai nè một nè 3 nè Đó, như thế này nó luôn luôn giấu cái phần từ từ cái phần hàng cuối cho tới 300 nó sẽ là luôn luôn là nó giấu đi để chúng ta luôn luôn nó thu cái phía dưới này lên như thế này. Ok. Và với cái này thì chúng ta học thêm cái kiến thức là gì? Cái câu câu lệnh là hai Tức là giấu nó đi. Nó tương đương với cái chuyện mà à, chúng ta là... Ví dụ như chúng mình để này, chuột phải mình hai đúng không? Mình giấu đi như này đúng không? Thì với trong cái VBA thì chúng ta... Xin lỗi. VBA thì chúng ta sẽ sử dụng cái... Cái câu lệnh là là như thế này ha. Ví dụ như mình muốn hai cái... Cái hàng B5 cho tới 300 này nó năm cho tới 300 này nè như thế này nè đó ha. nó sẽ bung nó ra tức là bằng fail thì nó bung ra còn khi mà bạn muốn giấu giấu ở đây á thì là từ y y là sao khi mà lấy hết dữ liệu rồi lúc đó giả sử y nó trường hợp này nó xuống tới đây là y nó là 39 như vậy lúc đó y bằng 39 cộng 1 tức là 40 bắt đầu nó sẽ lấy là lúc này xuống đây nè nó sẽ hiểu là cái y lúc này đang là 40 nên nó sẽ lấy là từ hàng 40 cho tới hàng 300 sẽ giấu nó đi. Như vậy thôi. Và cứ mỗi lần bấm mới vào trước thì thằng thằng này nó lại nó lại ấn hai cho mình trước và làm xong nó lại hai đi. À, chúng ta chỉ cần việc làm làm thêm như vậy là là ok ha. À. Và chúng ta nhớ là phải làm thêm một cái câu lệnh nữa là như cái nữa là có trường hợp là nó sẽ không có dữ liệu, giả sử nó chỉ có tới ngày 8 ngày 9 không có lúc nó có bị error thì chúng ta sử dụng một cái kỹ năng nữa mình để là nếu on nè, on error thì go to ha. nếu bị lỗi thì go to cái gì mình nói là go to thoát ha. tức là sau nó sẽ thoát như vậy cái chữ thoát này nè mình phải viết một cái chương trình con trước khi end trước khi end shop ha ở cái chỗ này mình viết rồi mình viết lại ha tức là trước khi end shop này mình sẽ để viết cái chữ là thoát Sau nó hai chấm đây là một chương trình con của chương trình kia và cái cái thoát này nó đơn giản nó chỉ là exit shop tức là mình chỉ exit shop như thế này để như thế này thì là là nó sẽ máy không bị lỗi ha và mình sợ rằng là cái có một cái lỗi nào đó mà làm cho cái nếu mà mình sợ là cái cái thằng này nè thằng từ ba giả sử là cái hàng từ hàng từ 301 cho tới 307 này bạn luôn luôn muốn là nó là nó luôn luôn là nó phải là không bị ẩn đi thì mình có thể viết câu nữa cho chắc ăn là gì những cái gặp cái trường hợp mình không muốn thì với cái hàng từ đây sẽ đây ha mình để là đây là từ giả sử là từ 301 này cho tới hàng 301 tới 307 này luôn luôn là luôn luôn là nó nó không bị giấu đi thì mình để như này cho chắc ăn thôi. Enter row hai đơn bằng true này bạn đổi nó lại là thằng luôn luôn lại động bằng fail như thế này. Như vậy thì cái chương trình của à, chương trình của bạn sẽ à, luôn luôn là ổn. Đây. Viết như thế này là ok ha. 2 3 4 5 6 đó cái phần mà một hai bốn năm sáu gì mình mình đã lấy ở mình đã để ở đây rồi ha ok ha rồi như vậy thôi mình sẽ dừng lại cái phần này ở đây và à, chúc các bạn thành công à, các bạn cần gì cứ comment lên trên đó mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian mình sẽ làm một cái video để mà trả lời à, cái à, phần à, comment của bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi